Chào các bạn, trong cái clip này mình sẽ gửi đến các bạn một cái bộ test cực kỳ khủng đến từ hai thương hiệu nổi tiếng của Mỹ và Nhật Bản kết hợp với nhau. Thì cặp loa RBL G732 là cặp loa mình đã giới thiệu mấy hôm trước, thì bây giờ mình sẽ ghép với cái bao Ramsar WB9440. Ramsar thì chắc hẳn là các bạn sẽ thấy lạ, nhưng mà những cái thương hiệu của nó thuộc về Panasonic thì các bạn sẽ thấy Panasonic là quá nổi tiếng rồi. Thì Panasonic nó chia ra rất là nhiều mảng, về cái mảng mà đi về sân khấu, về chơi nhạc trong những không gian rộng thì hãng đặt cái tên là Ramsar, trong đó có những cái dòng loa cực kỳ khủng hoặc là những cái bao khủng. Thì cái bao hôm nay mình giới thiệu là W9440, dòng cao nhất của series 9, với công suất ra loa 4 ohm lên đến 1.300W, loa 8 ohm lên đến 1.000W, cực kỳ khủng. Thường người ta ít gặp cái nào mà nó được loa 8 ohm mà lên đến chừng đó. Thì con này nó phía trước của nó có hai cái nút nguồn luôn, mỗi nút cho một kênh, công suất nó quá khủng, nên nó có nút chế độ bảo vệ Protect Channel Bit. Thì phía trước của nó rất là ngầu. Con này thì ngoại hình cực kỳ đẹp, ruột gan hôm bữa mình đã có mở ra cho các bạn xem rồi. Thì nó bên trong là 32 con sò thang, hai cục tần phô cực kỳ khủng bằng hai bàn tay và bốn cái tụ to bằng bốn lông sữa bò. Nói chung là con này là quá khủng rồi, sản xuất tại Nhật Bản nữa. Phía sau nó ghi Panasonic này các bạn. Công suất mà các bạn đừng để là công suất 2.140, đó là cái công suất cực kỳ đại rồi, nghĩa là chúng ta mở hết tối đa luôn thì nó mới lên những đó. Còn bạn mở vừa thì nó cũng chỉ khoảng, nó cũng ghi là 832W, là ở mức chơi bình thường. Chứ nhiều bạn nghe 2.140 là thấy quá khủng mà sợ tốn điện. Thì 6 ohm 4 ohm là ra 650, cộng với 650 là 300, xin lỗi là 1.300 quạt tản nhiệt. Tất nhiên cái này 32 con sò thang có quạt tản nhiệt, đây là chỗ gắn cho nó loa. Rồi, và đồ loa mình sẽ chinh phục hôm nay đó là đồ loa JBL G732 cực kỳ khủng. Performance của nó là dòng performance, dòng loa trình diễn OSA Professional Product. Nó vẫn là dòng loa chuyên nghiệp. Các bạn thấy những cái dòng JBL như 4412, 4443 thì nó thường có dòng chữ Professional. Cặp này thì nó sử dụng bass 40 Tret coil. Thùng của nó rất là sâu và chiều cao của nó cũng gần đến 80, 82, chiều cao 82, chiều ngang hơn 60 và chiều sâu cũng hơn 40. Tại vì mình không có, mình bây giờ mình thôi để mình đo lại cho các bạn. Tại vì hôm bữa mình nói lâu rồi mình cũng nhớ chắc nè, mình không thể nói chắc chắn cái số đo 3 vòng của em nó được. Chiều sâu của nó 43 nè, chiều ngang của nó 61, chiều cao của nó đúng là 82. Các bạn nhìn cái bát này, nó có một cái lưới sắt để bảo vệ gân vải tẩm dầu. Cái bát này nó làm tụt vào bên trong để lòi ra một cái họng phễu to nữa, mục đích là cái để cái chúng ta chơi ở những không gian rộng nó được phóng ra to hơn. Nhiều bạn cứ hay nói là cặp loa này nó nghe nhạc không hay, chỉ phù hợp để chơi sân khấu karaoke, thì hôm nay mình sẽ test cho các bạn nghe nhạc nhé. Rồi, và test với cái bao này nữa, cái cục đại khủng này nữa. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Nguyên Hùng Audio để tiếp tục cập nhật sớm nhất những video mình đăng lên mỗi ngày nhé. Thank you.
quen đất lạ, nhiều đông lắm hà nối tiếp đi qua, thiếu bóng đàn bà đời không dám tới, đành viết cho tôi nhạc tình sao đắm lời. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hai hùng tiếng hát vội em, tiếng hát ngọt mềm người đang linh khổ biết bởi câu ca, vì tiền hay thiên tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi hay đến với tôi, đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, thường khi nằm trên đất giặc, theo trong hai hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm người đang lính khổ biết bởi câu ca, vì tiền hay thiên tha. Xa trời cao đất hạ, chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đàn hay tiếng em. Ngoài kia súng nổ tiếng em. Ok, mình đã test xong cái bao RAM SA WB 9 9440, các bạn yêu cầu liên hệ mình.